Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SPTV của chúng tôi ngày hôm nay. Lại một thông tin vô cùng sốc khi tên nam ca sĩ lòe loẹt Mr. Derm ăn mừng và thông báo mình là bị hại trong vụ án drama ăn chặn tiền từ thiện của siêu Nguyễn Phương Hằng. Quý vị thân mến, cụ thể khi tên nam ca sĩ thất học Mr. Derm được cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Dương xác định là bị hại khi mà Phương Hằng công khai xúc phạm uy tín danh dự nhân phẩm trong các buổi livestream vào năm 2021. Song tên nam ca sĩ lòe loẹt Đàm Vĩnh Hưng trả lời về vụ việc liên quan đến doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương xác nhận nam ca sĩ là người bị hại, đồng thời đơn vị này cho biết các buổi livestream của bà chủ đại nam siêu Nguyễn Phương Hằng có chứa nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân. Phía tên nam ca sĩ thất học Mr. Derm cũng vừa có bài viết trên fanpage được cho là của công an tỉnh Bình Dương thông báo kết thúc điều tra vụ án và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Dương cũng thông báo về kết luận giám định của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương với các buổi livestream của bà Phương Hằng đã chứa đựng những nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín và danh dự của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Phía nam ca sĩ cho hay, theo phía Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ thì nam ca sĩ được xác định là người bị hại khi CEO Nguyễn Phương Hằng công khai xúc phạm uy tín danh dự nhân phẩm trong các buổi livestream. Mọi thông tin về việc ăn chặn chiếm đoạt tiền từ thiện hoàn toàn là lời tố cáo vô căn cứ bịa đặt và nay đã có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra. Đại diện giọng ca xin lỗi tình yêu viết về phía tên nam ca sĩ thất học Mr. Derm cho biết trong thời gian qua, tên nam ca sĩ không lên tiếng về bất kỳ thông tin gì vì chờ đợi kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra. Những thông tin vừa nhận được là một lời khẳng định mạnh mẽ đanh thép đầy đủ pháp lý rằng tên nam ca sĩ Mr. Derm hoàn toàn trong sạch trong quá trình làm từ thiện, đồng thời cũng là bị hại tổn thất rất lớn về cả tinh thần lẫn vật chất khi bị bà Nguyễn Phương Hằng vu khống, đại diện nam ca sĩ khẳng định. Trao đổi với chúng tôi, phía Mr. Derm xác nhận nội dung được đăng tải trên fanpage là quan điểm của nam ca sĩ về vụ việc liên quan đến doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Thưa quý vị, tin tức mới nhất đến từ vụ án drama được Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đăng tải cung cấp liên quan đến hàng loạt tài liệu thu giữ tại nhà của bà Phương Hằng được cho là có nội dung sai phạm. Sau khi khám xét nhiều căn nhà của bà chủ đại nam siêu Phương Hằng, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu vật chứng để phục vụ công tác điều tra. Vậy thì tài liệu thu giữ tại nhà bà Phương Hằng có nội dung gì? Đến nay thì cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tiến hành điều tra, mở rộng vụ việc. Trong 2 năm qua, hàng loạt các nhà báo bẩn, luật sư bẩn cùng truyền thông bẩn thêm sâu mọt tham nhũng hải dân, chỉ một mình bà chủ đại nam dám chọc vào đám ca nghệ sĩ bẩn, mặc cho chúng cùng nhau tung hứng, lừa phỉnh, dựng chuyện để đưa siêu Nguyễn Phương Hằng vào tù thành công. Nhưng đến nay vẫn chưa thể kết tội siêu bà Hằng, vụ việc đã làm cho các mặt nạ rất sạch thành bẩn bựa của đám quan tham cùng đám ca nghệ sĩ bẩn. Người dân nhìn rõ từ thiện là thế nào, ăn chặn ra sao. Vì muốn được sao kê mà bây giờ siêu Phương Hằng vẫn bị tạm giam, giờ chỉ nghe tiếng lươn và các thần lừa. Sao drama đỉnh đám của bà Phương Hằng đã gây chấn động tại Việt Nam và cả nước, khiến thái độ của các sao Việt cũng thay đổi đi rất nhiều. Mà dù hiện nay bà chủ đại nam phải chịu hình phạt nhưng giá trị xã hội để lại quá lớn, giúp dọn dẹp rắc rối tồn đọng nhơ nhuốc bấy lâu. Một trong những điều mà bị can Nguyễn Phương Hằng làm được cho xã hội hiện nay của Việt Nam chính là giúp khán giả nhìn ra góc tối của showbiz Việt và qua đó chấn chỉnh lại thái độ, cách hành xử của những người nổi tiếng trong làng giải trí Việt Nam. Chúng tôi phải thừa nhận bà Phương Hằng vạ miệng nói sai nhưng không thể phủ nhận bà đã có công khi dẹp bớt vấn nạn tồn đọng khó ai dám đụng tới các ông hoàng bà chúa trong showbiz Việt. Hãy nhớ lại thời điểm trước khi bà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện trong showbiz đầy rẫy những ngôi sao Việt có những phát ngôn và hành động ngông cuồng lỗ mãng, tự cho mình là bề trên, tiêu biểu là MC Trấn Sinh. Những phát ngôn ngông cuồng của nam MC có thể kể đến như là Công Lý từng có lời nhận xét, Trấn Sinh là nói luyên thuyên, nam MC tiếp nhận lời phê bình của đồng nghiệp bằng câu nói khá gay gắt. Anh Công Lý nói tôi luyên thuyên như thế có nghĩa là anh không hiểu được tính chất của Hải miền Nam. Nói về việc thường xuyên lôi đẩy tư nghệ sĩ ra làm trò đùa, khiến dư luận bất bình. Trấn Thành bình thản nói họ không có ý kiến, vậy thì lý do gì mà những người khác phản nàn? Quay trở lại với cái tên ca sĩ Mr. Derm.
Tỷ sau khi gây chiến với Siêu Phương Hằng sau đó chứng nào tật nấy lại tiếp tục đòi gây quỹ từ thiện trong một năm sau đó. Giờ đến lượt cơ quan chức năng triệu tập thì dở chiêu trò nhập viện hòng trốn tránh trách nhiệm. Với hành động trên thì người dân cả nước thấy tên Mr. Đờm trơ trẽn như thế nào. Giờ nhắc đến từ thiện không thể nào không nhắc đến ông Hoàng Nhạc Viện. Tên nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vốn có quốc tịch Mỹ nên hắn cứ huênh hoang ra vẻ thật là đáng xấu hổ. Cái loại người vô học thức như Đàm Vĩnh Hưng. Và SBTV chúng tôi xin nhắc lại vụ việc đám ca nghệ sĩ bẩn kêu gọi từ thiện có làm tròn trách nhiệm không. Điển hình như Hoài Linh ỉm 14 tỷ đồng gần 7 tháng. Có nghệ sĩ kêu gọi từ thiện mà đưa cho người khác đi hộ, có nghệ sĩ kêu gọi từ thiện mà đưa tiền xây chùa. Có nghệ sĩ bẩn này đúng là bẩn bựa, chúng có làm đúng hay không? Còn cái ông cán bộ lớn phó tổng biên tập Đức Hiển kêu gọi từ thiện gần 20 năm để trên các mặt báo, nhưng chỉ để tài khoản riêng của Đức Hiển, đúng là cán bộ vì dân vì nước. Dù vụ án drama đi qua hơn một năm, nhớ lúc đầu Nguyễn Phương Hằng bị thần y lừa gạt 183 tỷ đồng. Hãy nhìn chú Dũng Phương Hằng, làm đi, nhà báo búng tay một cái, bay quỹ, hàng hữu, một phó tổng quy trục cho Nguyễn Phương Hằng đánh sở POV, còn tệ hơn là ở đua Đại Nam, nó biết kiếm sống bằng năng lực của nó, chúng không có lương tâm, thì hãy đi vào lòng đất. Tin nóng, Thủy Tiên nói dối quá nhiều, câu trước đá câu sau, vô tình để lộ sự thật động trời bị giấu kín lâu nay. Thưa quý vị, trên con đường đi tìm sự trong sạch của mình, công chúa Thủy Tề đã gặp vô vàn khó khăn. Nói đúng hơn thì sau Trấn Thành, người tiếp theo chịu hạn tam tai trong showbiz Việt chắc là Thủy Tề. Như một giấc mơ vậy, tự dưng bóng một ngày, cô Thủy Tề, nhà ai kia, bỗng dưng giàu có lên, đập nhà cũ xây lại nhà mới to gấp đôi nhà cũ. Điều mà khiến cộng đồng mạng bất ngờ hơn là thời điểm đấy tin đồn Thủy Tề đang mắc nợ gì đó được đồn đi khắp cả nước. Ấy vậy mà chồng là một cầu thủ bóng đá hết thời, nhưng vẫn có thể lèo lái được cái cơ ngơi ấy một cách ngoạn mục sau mùa lũ năm xưa. Sau mùa lũ cùng chuyến đi từ thiện năm ấy, bà con miền Trung thì thiếu trước hụt sau, cơm thì ăn không no, đồ thì mặc không ấm, nhưng riêng Thủy Tề lại phất lên như diều gặp gió, tiền tài như nước lũ cuốn thẳng vào nhà của mình. Vậy chắc do Phật ở trên trời thương cô ta. Theo như cô ta nói thì gia đình cô ta hiến đất làm chùa, bản thân cô thì nuôi kiến và ăn chay các kiểu, tạo phước tích đức trong mùa lũ thì sẵn sàng săn cuồn lên tới háng, lội nước lội sình đi phát mì tôm đến từng nhà dân. Thế nên là trời đã thương ban cho cô ta tiền tài danh vọng. Cô tiên mà nghe đến đây chắc là gật đầu lia lịa đồng ý luôn, nhưng xin lỗi, đấy là cách mà cộng đồng mạng trêu đùa cô đấy. Cô Thủy Tề à, cái ngày mà cô đứng ra kêu gọi từ thiện, ai ai cũng ngưỡng mộ, xong đến cái ngày mà cô ăn mì gói, lội lũ, lội sình, đi phát đồ cứu trợ, ai ai cũng ngưỡng mộ luôn, nhưng rồi càng ngưỡng mộ thì càng nhận lại sự ê chề, dần dần tiền nó đã mua đứt cái con người của Thủy Tề. Cô ta bắt đầu tha hóa dần, có những động thái cướp đoạt tiền từ thiện. Một cô tiên hiền hậu phút chốc đã trở thành phù thủy trong chuyến đi từ thiện năm đó. Cô còn chửi và đe dọa thẳng mặt một cô gái, cò từ thiện với câu nói đại loại là lần này là em tới số với chị nha. Với chất giọng chanh chua dữ tợn và pha lẫn một chút hung tàn, không những vậy thời điểm mà cô ta phát tiền mặt cho người dân, cô ta đã cấm người dân quay phim chụp hình, chỉ để mỗi cô ta quay thôi. Cứ như cô ta là một đài truyền hình độc quyền phát sóng về... Đúng rồi, độc quyền phát sóng để sau này có thể dùng những video độc quyền đó mà lượn mà lươn mà lẹo. Phát tiền thì thiếu mà cứ cố tình chống chế như một bản tin trước, bản tin SVTV. Có minh họa rằng ai ai cũng biết 10 tờ 500 ngàn thì mới đủ thành 5 triệu mà cô này đếm tiền còn thua một cháu bé bán vé số nữa. 1, 2, 3, 7, 9 đếm như vậy đó là coi như đủ 5 triệu phát ra ngoài hú hồn như bà già ác vừa ác quá trời. Quá khó coi, người ta đã khốn đốn gặp khó khăn rồi. Nên nhắm không giúp được thì đừng có giúp, không từ thiện được thì đừng có kêu gọi sống tích đức cho con cái, đừng có mà sống kiểu khốn nạn. Xã hội loài người như vậy khó mà thọ lắm, cũng có ngày sẽ bị báo ứng mà thôi. Và rồi đúng như thế quý vị ạ, sống sai sống lỗi thì quả báo nó cũng đến mà thôi. Mà đúng hơn là tâm tai đã chiếu vào vận mệnh của cô ta. Đầu tiên mấy hôm kia cô ta lên Facebook đính chính rằng cô ta không có phát thiếu tiền. Ai thiếu thì liên hệ xã nhận lại cho đủ, ai dư người ta còn trả lại kia kìa. Nhưng sau màn đính chính này thì hàng loạt các video cô ta phát tiền thiếu bị tung lên khắp các trang mạng xã hội. Đúng là đã hôi tanh còn đứng trên đầu gió, khiến sự xấu xa lan tỏa khắp nơi.
Thứ hai, vừa mới đính chính được một hôm thì hôm sau, cộng đồng mạng đã liên tục chia sẻ một bài viết có nội dung Thủy Tề bị tố phát tiền thấp hơn. Trong báo cáo, đấy, cái kim trong bọc, nó lòi ra rồi đó. Thứ ba, điều này thì mới đây thật sự nhục nhã, nè, ra mắt trên mạng xã hội một bài hát mới, chia sẻ sùm từ...